Quý vị thân mến, vào tháng 10 năm ngoái, một nghiên cứu lớn của Đại học Hoàng gia London khảo sát 84.000 người đã khỏi bệnh do nhiễm COVID-19 và phát hiện ra rằng nhiều bệnh nhân bị suy giảm nhận thức đáng kể. Theo Vision Times đưa tin, một số bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong cuộc khảo sát cho thấy tuổi thọ của não đã bị suy giảm lên đến 10 năm. Vậy có phương pháp nào có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe sau khi nhiễm COVID-19 hay không? Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Mến chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn. Hậu COVID-19, tuổi thọ của não có thể bị giảm 10 năm. Hiện tại, hơn một năm sau đại dịch, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng COVID-19 có thể gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Theo tiến sĩ Yu Hongdong, nhà virus học châu Âu và là nhà khoa học chính của Biotech, mặc dù không có thuốc tiêu chuẩn điều trị tổn thương dây thần kinh, nhưng thiền định có thể giúp cải thiện tổn thương dây thần kinh, do đó cải thiện tình trạng thoái hóa não. Sau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Dong. Thiền định có thể kéo dài các telomere và trẻ hóa não bộ. Sự lão hóa bắt đầu trong não. Khi virus corona tấn công các tế bào não, nó có thể dẫn đến tổn thương và thoái hóa não, bao gồm các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Tiến sĩ George Slavik, một nhà tâm thần học và bác sĩ tâm thần tại Đại học California, Los Angeles, và tiến sĩ David Black, một chuyên gia y tế dự phòng tại Đại học Nam California, đã cùng thực hiện một đánh giá có hệ thống về 20 nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng được thực hiện bởi các bác sĩ nội khoa trong 20 năm qua. Một số phát hiện cho thấy chiều dài của telomere dài hơn ở những người ngồi thiền so với những người không thiền định. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Neuro Report đã xem xét những người đã thiền trung bình trong 9 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người thiền định có vỏ não dày hơn và những người có lịch sử thiền định lâu nhất có vỏ não dày nhất. Nghiên cứu này chứng minh rằng thiền định có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cấu trúc của não bộ. Thiền định giúp tăng cung cấp máu cho não. Một lợi ích khác của thiền là nó có thể tăng cường cung cấp máu cho não. Một số người nghĩ rằng ngồi thiền với tư thế bắt chéo chân sẽ chèn ép các mạch máu và cản trở quá trình lưu thông máu. Trên thực tế, các mạch máu bị nén khi bắt chéo chân, nhưng điều này cho phép máu được phân phối đến các bộ phận khác của cơ thể. Ngoài ra, nó còn khiến tim theo phản xạ tăng khả năng cung cấp máu và thúc đẩy lượng máu lên não. Để giữ cho não hoạt động bình thường và ở trạng thái khỏe mạnh, điều quan trọng là não phải nhận được nguồn cung cấp máu đầy đủ. Trong khi não chỉ chiếm 2% tổng trọng lượng cơ thể, 20% lưu lượng máu của cơ thể được dẫn đến não. Các nghiên cứu cho thấy thiền định làm tăng lượng máu lưu thông đến não lên tới mức ấn tượng 35%. Các nghiên cứu chứng minh rằng thiền định làm chậm quá trình lão hóa tế bào và tăng lượng máu cung cấp cho não, do đó mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể. Thiền định cải thiện các tổn thương thần kinh trong não. Thiền đòi hỏi người ta phải tĩnh tâm, không nghĩ gì và loại bỏ mọi phiền nhiễu. Khi con người đạt được trạng thái này, họ sẽ chủ động loại bỏ được những cảm xúc tiêu cực, căng thẳng, lo lắng ra khỏi não bộ, đưa cảm xúc về trạng thái bình lặng. Trong trạng thái yên tĩnh này, khả năng tự chữa lành của não được tăng cường, cho phép cải thiện các dây thần kinh bị tổn thương. Thiền giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể. Thiền còn có một lợi ích đáng kinh ngạc khác. Trong khi thiền, bạn thường giữ lưỡi áp vào vòm miệng. Theo quan điểm của y học Trung Quốc, việc đặt lưỡi tựa vào vòm miệng cho phép các kinh mạch trong cơ thể kết nối. Y học hiện đại đã phát hiện ra rằng các đường kinh lạc có liên quan đến dòng chảy của năng lượng trong cơ thể. Ngồi thiền có thể thúc đẩy sự lưu thông của các kinh mạch, do đó làm tăng năng lượng trong cơ thể. Y học cổ truyền Trung Quốc từ lâu đã coi thiền là một cách để duy trì và giúp tăng cường sức khỏe. Ngày nay, y học hiện đại ngày càng chú trọng nhiều hơn đến thiền định như một phương pháp chữa bệnh và phục hồi cơ thể. COVID-19 đã để lại nhiều di chứng thần kinh cho bệnh nhân, gây suy giảm nhận thức, mệt mỏi, mất cứu giác, vị giác và các vấn đề khác. Đối với những loại triệu chứng này, cộng đồng y tế chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. Dựa trên các nghiên cứu tại UCLA và các nơi khác, bệnh nhân có thể muốn thiền định hàng ngày để nuôi dưỡng tâm trí và đẩy nhanh quá trình phục hồi thể chất và sự toàn vẹn của cơ thể. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về. Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Đừng quên để lại chia sẻ cảm nhận của quý vị để chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.